Baby bus. Hãy bán hàng hóa ở cửa hàng và kiếm đồng tiền vàng nào. Tôi muốn mua cái này. Hạt mì, ngô, sữa. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Đã bán hết sạch rồi, hãy đi sản xuất tiếp nào. Cánh đồng. Phải có cánh đồng thì mới gieo hạt được. Hãy gieo hạt. Hạt ngô. Bạn ấy cần ánh sáng. Hãy tưới nước. Hãy bón phân. Hãy đuổi lũ chim để chúng không ăn được các hạt cây trong nào. Quả chín rồi. Wow, ha ha, một mùa màng bội thu. Tôi đến để mua hàng. Ngô. Cảm ơn. Xin hãy nhận lấy. Đã bán hết sạch rồi, hãy đi sản xuất tiếp nào. Cánh đồng. Hãy gieo hạt. Hạt lúa mì. Hạt cà chua. Hãy đuổi lũ chim để chúng không ăn được các hạt cây trong nào. Quả chín rồi. Wow, ha ha, một mùa màng bội thu. Quả chín rồi. Wow, ha ha, một mùa màng bội thu. Hạt lúa mì. Hạt ngô. Phải bắt hết sâu gióm đi. Phải bắt hết sâu gióm đi.
quả chín rồi. Ua ha ha, một mùa màng bội thu. Hạt ngô, hạt ngô. Quả chín rồi. Ua ha ha, một mùa màng bội thu. Tôi đến để mua hàng. Hạt mì, ngô, ngô. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi muốn mua cái này. Cà chua. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Đã bán hết sạch rồi, hãy đi sản xuất tiếp nào. Chuồng gà. Bắt đầu nuôi gà. Cô gà mái mệt rồi, hãy cho cô ấy một cái gối để ngủ. Hãy cho chúng ăn để chúng không bị đói. Hãy cho gà mái uống nước. Khi cọ, khi cọ. Hãy giữ cho xung quanh luôn sạch sẽ. Gà mái định đẻ. Hãy cùng xây một cái tổ nào. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đẻ trứng. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Oh yeah, một quả trứng này. Hãy cùng xây một cái tổ nào. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đẻ trứng. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Oh yeah, một quả trứng này. Thank you.
Tôi muốn mua cái này. Trứng gà. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Đã bán hết sạch rồi, hãy đi sản xuất tiếp nào. Trứng gà.